Rồi, không sao. Em chào cả nhà nhá. Đấy, côn của JBL Marlboro 415. Mời cả nhà giao lưu tham khảo nhé. Đúng không ạ? Hàng về trước kịp vệ sinh, hôm nay vệ sinh này cả nhà này. Đấy, bát nhá. Đấy, chia sẻ cả nhà là bát, đúng không ạ? Chúng ta không sờ vào đây, đúng không ạ? Không xem là mới làm gì cả. Điều quan trọng, đúng không ạ? Như em đã chia sẻ rất nhiều rồi. Cho bác kiểm tra nhẹn giúp em luôn nhá. Đây ạ. Đấy, nhẹn nó cứ phải mịn ghét như này các bạn. Đấy, cổ côn này, keo hồng rực này. Đấy, cứ phải nhìn nhẹn các bác nhá. Đấy, miết một đường thật mạnh các bạn. Hết từ bấm nghe chưa? Bấm xem có dấu hiệu cạy nhẹn nên để thay côn hay không. Đấy, nó để đâu đây? Bấm bấm quảng cáo này. Vẫn còn quảng cáo, đây phân tần đấy cả nhà nhá. Marlboro 415 duy nhất một đôi về hàng. Đấy, Marlboro 415 bông tiêu âm, chưa có dấu hiệu bị rách, chưa có dấu hiệu bị chuột cắn. Đấy, theo lép nhá, rất đẹp đúng không ạ? Ok chưa? Bán mất rồi còn đâu mà quảng cáo. À bán rồi. Rồi ạ, đây cả nhà tham khảo nhé. Đây cứ là giao lưu cho cả nhà xem. Loa Mỹ các bác nhá. Đúng ạ? Và cả nhà biết rồi, đời này đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần kiểm tra là có zin nó bát hay không, có zin côn tép hay không, đúng không ạ? Đấy, trước kia vừa kiểm tra rồi ạ, đóng vào rồi ạ. Đấy, còn đời này không có hàng nhái, đúng không cả nhà? Đấy, kiểm tra có mới hay không này, đúng không ạ? Có zin hay không, em quay rất là lét nhá cả nhà nhá. Con này chưa chấm lại mối hàn các bác nhá. Nếu chấm được rồi thì tốt, nhưng con này chưa chấm. Đúng không ạ? Đấy, chiếc này chưa chấm. Ok, thì em sẽ test âm cả nhà nhá. Em chào cả nhà nhá. Đã chốt đôi JBL Marlboro 415 hàng bãi xịn, chính hãng của Mỹ cả nhà nhá. Đôi loa giá 25 củ, có gia lộc cho anh em 500k để chốt cho anh em ở trên Bắc Linh đôi loa này ạ. Rồi ạ. Em mời cả nhà nghe chất âm rất là hay các bác nhé. Và có đôi lời tâm sự với các bác của anh em trong clip này nhé. Anh em đang làm những thủ tục cuối cùng đúng không ạ? Anh em về shop từ huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Linh. Rồi, ok. Và kính thưa các bác của anh em thân mến ạ, em xin được có một chút chia sẻ. Đôi loa JBL Marlboro 415, một đôi duy nhất về hàng. Vừa về được vài ngày em chưa kịp xò ba, chưa vệ sinh, chưa lau chùi. Thì chủ nhân đó là anh Kết các bác nhá, 25 triệu đồng. Ok chưa? Bao zin, xịn, bao anh em test, bao anh em check, bao anh em kiểm tra và bao anh em quay đầu các bác nhá. Ok chưa? Đấy, một đôi duy nhất thôi ạ. Em chuyên JBL nhưng cũng không phải lúc nào cũng nhiều JBL đâu các bác ạ. Em có ít tại shop nhưng nó là loa Mỹ thật các bác nhá. Ok chưa? Và em xin được chia sẻ là em đang trên đường về một đôi JBL Marlboro 412 các bác nhá. Thì anh em có nhu cầu thì có thể liên hệ cho em, giá của nó cũng là ngoài 20 các bác nhá. Đôi bát 30 đấy ạ. Đây là 40, đây là đôi 40 giá 25 củ, là giá cũng rất là hợp lý các bác nhá. Chứ đúng ra những đôi loa này bây giờ nó toàn phải 26 củ các bạn. Đấy, còn đôi bát 30 của nó là hơn 20 củ, anh em có thể đặt trước nhé. Đấy, về em cho các bác xem, em cắt bao trực tiếp khi hàng về luôn. Đấy, cảm ơn các bác của anh em. Các bác thân mến, là đời Marlboro thì nó không có hàng pha ke. Anh em chỉ cần kiểm tra loa có zin hay không, có xịn hay không, đúng không ạ? Là được, và có đẹp hay không thôi. Đời này không có pha ke nên anh em cũng yên tâm mua sắm ạ. Đấy, đời có pha ke thì nó là đời KP. Đấy, KP rất nhiều loa pha ke. Đời MRX, đời 5, đời 6 đúng không ạ? Rất nhiều pha ke. Và SRX, nó là đời 7 đúng không ạ? Rất nhiều pha ke. Và đời 8, đời 9 các bác nhá. Thì anh em cần phải để ý để mua được chuẩn hàng các bác nhá. Ok, cảm ơn các bác của anh em rất nhiều.
em cảm ơn anh Tuyết rất nhiều nhá. Đấy, chủ nhân này bắt tay anh đấy lấy một cái video để lưu lại anh nhá. Rồi, rồi. Rồi em cảm ơn anh, cháu cảm ơn chú nhá. Bắt tay chú. Vâng, tuyệt vời quá. JBL Marlboro 415, một đôi duy nhất về hàng, chưa kịp spa vệ sinh đúng không ạ, đã lên đường rồi các bác nhá. Đấy, đơn giản thôi ạ. Rất cảm ơn các bác. Em luôn chuyên loa JBL hàng mới hàng bãi và chuyên loa B3 hàng mới hàng bãi. Xin được cảm ơn các bác cùng cả nhà.